Hi, Mr. Hu. Xin chào, how are you today? Yes, I'm very good. Okay. You too? Yes, I'm good. Okay. Vâng, xin chào mừng quý vị đến với kênh YouTuber của Dương Đình Hữu nha. Hôm nay tôi gặp và làm việc với một đối tác lớn đến từ Hàn Quốc. Oh my god! Vâng, xin giới thiệu một businessman của Hàn Quốc. Chào ông, xin ông hãy giới thiệu đôi chút về mình. Xin chào các bạn. Hello everybody. My name is Lim Quang Hoon. I'm from Korea. I lived in Vietnam about 8 years, and I live in Da Nang for 3 years. Glad to see you. Yes. And glad to see everybody. Yes. Here in the YouTube, Mr. Hu's channel. Yes. Yung Din Hu channel. Yung Din Hu channel. Yeah. And Mr. Quang Min Hoon also is a YouTuber. And he's a businessman working in Annan City, and now we are standing in a Rope Coffee Shop. It's a very good, very nice view from here. And anh có thể nói tiếng Việt được không? Nói tiếng Việt một chút. Một chút. Yeah. Okay. Anh có thích món ăn của Hội An và Đà Nẵng không? Tôi có thích món ăn Hội An và Đà Nẵng. Rồi. Tôi đến Hội An nhiều lần rồi. Lúc đó tôi cũng ăn món ăn Hội An. Okay. Hôm nay mình ăn cơm gà. Okay. Rồi những lần khác là mình ăn mì Quảng cao lầu. Mì Quảng cao lầu. Tôi cũng thích cao lầu. Okay. So what do you think about the Hội An town? Hội An town is very old city, and I'm heard that the city was the center of the trade between European countries and Asian countries. Yes. Every time I come to Hội An, I feel very happy, relaxed. Yeah. And I think the weather in Hội An, it's very good. Yes. I like Korean very much. Yes. So do you think next year Korean tourists will come back to Hội An? I hope so. Yes. And I hope so, because that is big news for us, for everybody, right? So okay, so thank you very much, Mr. Hoon. Thank you for coming. We wish our business, our cooperation will be improving in the near future, okay? Yes, sure. Yes. Thank you. Yeah. All right. Rồi, chào mừng quý vị tiếp tục xem Facebook của Dương Đình Hữu nha. Bây giờ là cái thời gian mình dành đôi phút để dành cho quảng cáo. Ok. Rồi, khoảng 3 giờ chiều nay chúng tôi sẽ có một buổi livestream tại số 9 Nguyễn Thái Học của thành phố Hội An về một cái sự kiện rất là hay, về đó là về các cái hàng thủ công nghề của người đồng bào dân tộc Cơ Tu. Khai trương lần đầu tiên một cửa hàng rất lớn và nơi trình diễn nghệ thuật tại số 9 Nguyễn Thái Học, thành phố Hội An. Hiện nay thì chúng tôi đang có mặt ở một cái quán cà phê trên sân thượng rất là đẹp. Cà phê này có tên là Five Four Coffee. Rồi, quý vị có biết không, cái kênh YouTube của mình cũng có tên là Five Four Boy. Quý vị hãy tìm kiếm trên nền tảng YouTube với cái tên gọi là Five Four Boy để xem video cập nhật về phố cổ Hội An, thành phố Đà Nẵng, cũng như các cái hoạt động về văn hóa, nghệ thuật, con người, ẩm thực của Việt Nam nói chung. Rất hoan nghênh quý vị đến xem và đăng ký, rồi nhấn chuông thông báo và trở thành cái hội viên chính thức của kênh. Nhân đây mình cũng muốn gửi lời cảm ơn đến những cái người xem, những cái khán giả đặc biệt của kênh Dương Đình Hữu trên nền tảng YouTube. Mong quý vị tiếp tục xem, tiếp tục theo dõi, cũng như ủng hộ, like và chia sẻ cho kênh chúng tôi. Bây giờ là một cái thời điểm rất là đẹp mà Hội An chuẩn bị đón khách du lịch quay trở lại, cũng như thành phố Đà Nẵng. Thì kính mời quý vị cùng sắp xếp thời gian để chuẩn bị cho mình một cái hành trình tham quan về miền Trung, đến thành phố Đà Nẵng, đến phố cổ Hội An, để ăn những món ăn ngon, chiêm ngưỡng những cái cảnh đẹp như thế này, đằng sau như thế này. Ở đây quý vị thấy không, bên cạnh tôi cũng như sau lưng tôi là những cái mái nhà rêu phong của phố cổ Hội An.
có từ khoảng 200 năm nay, nhưng sơ khai là từ thế kỷ 16, thế kỷ 17, nơi mà các cái thương nhân của châu Âu cũng như châu Á đến buôn bán và giao thương với người địa phương Việt Nam cũng như người Phố Hội. Chính vì vậy mà cái tên Five Four Boy đã ra đời từ đó. Đây là những mái nhà rêu phong, những cái ánh đèn, những cái chiếc đèn lồng xinh xắn sẽ hiện lên khi đêm về. Và đây cũng là cái nơi trầm mặc, nơi rất là yên bình mà quý vị nên dành thời gian lưu trú ở đây khoảng 2 đến 3 ngày. Ngoài cái việc tham quan và mua sắm ở phố cổ Hội An thì quý vị cũng có thể là thực hiện những cái tour sinh thái rất là đẹp và rất là có thể nói là nó giá cả thì nó dễ thương mà cái tour thì là chất lượng. Ví dụ như tour xe đạp này, rồi đi xích lô này, đi thuyền sông nước Thu Bồn này, rồi đi chèo thuyền thúng ở cái khu rừng dừa Bãi Mẫu này, rồi đi lặn biển ở bán đảo Cù Lao Chàm này. Ngoài ra du khách cũng có thể thực hiện những cái tour rất là đặc trưng về ẩm thực như là tour nấu ăn, rồi tour uống cà phê, nghề gốm hay là những cái nghề làm rau, nghề trồng lúa. Rồi quý vị có thể cùng những người nông dân ở phố cổ Hội An cưỡi trâu, rồi cũng như là làm những cái việc đồng áng. Đó là những cái hành trình tour rất là tuyệt vời ở phố cổ Hội An mà chúng tôi sẽ quay và biên tập và thực hiện những cái video đó và phát trên kênh YouTube của Dương Đình Hữu, hay còn gọi là Five Four Boy. Vậy chúng tôi xin mời quý vị dành thời gian để tìm trên nền tảng YouTube kênh với tên gọi là Dương Đình Hữu, hay thì quý vị cũng có thể bấm dislike và góp ý cho chúng tôi nha. Hôm nay là một ngày mà trời nắng lên sau những cái cơn bão rất là nặng nề đến với miền Trung của Việt Nam ta, nhưng không sao, sau cơn mưa trời lại tạnh và phố cổ Hội An đón chào những cái du khách đã quay trở lại thám thú cũng như mua sắm ở đây. Và người Hội An rất là nồng hậu, rất là nhiệt tình chào đón du khách quay trở lại. Quý vị cũng biết là phố cổ Hội An cách không xa thành phố Đà Nẵng, nơi có sân bay quốc tế Tòa Lạc và Huế, cố đô Trầm Mặc, cũng như là thánh địa Mỹ Sơn, nơi lưu giấu những cái vết tích của văn hóa Champa thời trước, từ thế kỷ thứ 3 cho đến nay. Thì một hành trình có thể là 6, 7 hoặc 8 ngày, nhưng quý vị có thể thăm thú tất cả các nơi của miền Trung. Và đó cũng chính là cái đề tài mà kênh YouTube của chúng tôi, team của chúng tôi muốn tập trung vào làm. Ngoài việc giới thiệu các cái điểm tham quan, mua sắm các cái địa danh nổi tiếng ở miền Trung, thì chúng tôi cũng có làm cái clip về cái ẩm thực, văn hóa và các cái hoạt động nghệ thuật để quý vị cùng xem và chiêm ngưỡng. Như vậy thì nếu như quý vị không ngần ngại gì thì quý vị hãy chia sẻ kênh YouTube của Dương Đình Hữu, bấm like và đăng ký trở thành thành viên bền vững để nhận những cái ưu đãi đặc biệt của kênh Dương Đình Hữu ha. Vâng, một lần nữa xin chào mừng quý vị đến với kênh YouTube Dương Đình Hữu hoặc là Five Four Boy nha. Bây giờ mình tạm dừng cái video trực tiếp ở đây và chuyển qua số 9 Nguyễn Thái Học, thành phố Hội An, để làm một cái sự kiện sẽ chuẩn bị diễn ra tại số 9 Nguyễn Thái Học, Hội An, về những cái hàng thủ công mỹ nghệ của người đồng bào Cơ Tu. Và tại đó chúng tôi sẽ phát video trực tiếp trên kênh YouTube. Xin mời quý vị dành thời gian để đón xem và ủng hộ, giới thiệu cho nhiều người cùng xem. Lời cuối xin gửi lời cảm ơn nhất đến với khán giả của Dương Đình Hữu. Mong khán giả tiếp tục cuộc hành trình này với chúng tôi và góp ý để chúng tôi phát triển kênh nhiều hơn. Chúc quý vị một buổi chiều bình an, một bữa cơm tối ngon miệng sắp tới và một cuộc sống êm ấm, hạnh phúc bên gia đình. Đó là mong muốn của chúng tôi. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.